Vâng, em xin chào các bác. Lại tiếp tục em có thêm một cái con máy bình nước, bình đun nước nóng, bình đun nước nóng cho các bác về sử dụng trong mùa thu đông này các bác nhé. Đấy, để mình có nước ấm, mình luôn luôn có nước ấm mình uống. Đấy thì con này là con phích đun nước hay còn gọi là bình thủy điện. Đấy. Hãng Joji Rusi nhé. Joji Rusi, thương hiệu con voi thì nó quá nổi tiếng rồi, không có gì phải bàn cãi về cái vấn đề gọi là độ nổi tiếng của nó rồi, đúng không? Đấy. Đó, hàng nội địa của Nhật, điện 100V các bác nhé, lưu ý cho em điện 100V nhé. Đấy. Đấy. Con này thì nó sẽ là AH21116 là series của nó nhé. Đấy. Này, bình 2,2 lít phục vụ cho những bác nào mà dùng cá nhân và dùng gia đình vừa và nhỏ. Đấy. Phích đun nước Joji Rusi. Hàng về như các bác thấy là đẹp này. Tất nhiên đây là hàng bãi thì nó có một vài vết nọ vết kia, hoặc là có một vài các cái gọi là cũ theo thời gian một xíu thì nó không tránh được rồi. Nhưng mà con này thì đấy, các bác có thể thấy em quay tổng thể là đẹp nhá. Này, phía trên nắp đây. Đấy. Này nhá. Còn đây là lòng nồi phía trong này. Đấy. Cái này thì là em mới đun nước thử thôi, em cũng chưa có ngâm nước gì đâu. Đấy, về mọi người có thể là ngâm cái axit chanh nhá, ngâm axit chanh đun sôi, lần đầu tiên dùng thì là đun sôi axit chanh, mình để ngâm một thời gian khoảng tầm nửa tiếng, tiếng gì đấy, hoặc là có các cái xịt tẩy vết bẩn như cặn vôi đấy thì các bác xịt tẩy nó đi nhá. Đấy, bình thì em đang thử đun nước đây thì các bác thấy là nó đang lên nhiệt độ này. Vừa rồi nó 30 độ đúng không? Bây giờ nó đã lên 60 độ rồi. Đấy, nó đang đun và bắt đầu sôi rồi và bắt đầu lên nhiệt độ rồi nhá. Thì bắt đầu trong quá trình này thì em sẽ nói cho các bác về các cái nút của máy này. Đây là nút đun nước. Trong trường hợp ví dụ như mình đang đun nước nó mình muốn đun sôi lại nhá thì là mình sẽ ấn nút này để cho nó đun sôi lại này. Đấy. Đây là chế độ chọn. Cái này để chọn các chế độ, các cái nhiệt độ ủ này, nước lạnh này, ủ 98 độ, ủ 90 độ, ủ 80 độ, ủ 70 độ. Đấy. Bên này thì nó sẽ có là bơm và mở khóa bơm, thấy chưa? Đấy. Đấy. À đây là hẹn giờ nhé. Còn đây là mở khóa bơm này, và đây mới là bơm này, đây mới là nút bơm này. Đấy. Được không ạ? Đấy mới là nút bơm. Đây thì để em lấy cái gì em đựng cái nước đi. Cái này lấy mượn cái xoong đi, đựng để anh bơm cái nước cho anh xem. Đấy. Đây thì đây là hẹn giờ nhá. Đấy. Được chưa? Xoong ở trong ấy rồi. Trong chỗ nhà tắm ấy rồi. Nước đó đang sôi, đang sục sục lên rồi này. Đấy nhá. Chỉ nát nó sẽ sủi hẳn lên, em sẽ cho các bác xem cái nước. Ở đây là bơm này. Bơm vẫn sẽ chạy bình thường này. Bình 2,2 lít nhé. Đấy, bơm vẫn đang bơm bình thường nhé. Thì lần đầu sử dụng các anh thấy này. Thế tại sao em lại phải ngâm nước và tại sao em phải ấy? Để là xả hết các cái cặn bẩn từ các cái ống ra. Các anh nhìn thấy không? Khi bơm này, các cặn bẩn từ ống nó sẽ chui ra như này. Đấy. Và em đều sẽ phải ngâm cho các bác gọi là để gọi là nó tra cái cặn bẩn này ra nhé. Đấy, tuy nhiên thì về nhà để cho chắc ăn thì các bác nên ngâm thêm cho em.
lần lần đầu sử dụng thì nên ngâm rửa thêm đấy, để các cái cặn bẩn nếu như còn sót lại trong ống thì mình sẽ ra hết luôn, thấy chưa? Đấy. Thấy nha, bơm vẫn chạy bình thường nhá. Thì bây giờ chờ tí cho nước nó sôi ra như nào thôi. Đấy. Nhiệt độ đã lên 70 độ rồi. Cái này đun khá nhanh, từ lúc em quay cho đến bây giờ là khoảng 5 phút là nó đã sắp sôi rồi. Không kém gì một cái bình siêu tốc cả. Đun nước sôi không kém được bình siêu tốc luôn. Đó nha, này. Vỏ nhựa. Đấy. Có quay sách thì các bác có thể xích lại nhé. Và cái này là cái dây này là mình có thể là rút ra rút vào được nhé. Tại sao phải rút ra rút vào được là bởi vì là nó sẽ cần không cần di chuyển đi. Nhiều khi mình đổ nước mới vào một là mình có thể là lấy cái một cái ca mình đổ vào đây đúng không? Hoặc là mình xách cả cái này đi mình hứng nước vào, xong mình lại mang về vị trí đun mình cắm điện vào. Đấy thì là có hai cách như vậy. Thế thì là tùy theo mỗi người mình làm thế nào cho nó phù hợp. Không chết rồi. Ở đến đây là 70 độ là nó đủ nhiệt độ nó rồi nên nó không tăng nữa này các bác thấy không? Em đang để là đun ở 70 độ này. Nhưng bây giờ muốn nữa lên thì là phải đun ấn đun lại và chuyển nó sang 98 độ thì nó mới tiếp tục lên nhiệt độ nhá. Quên vậy không quan sát lại đi ấn ấn cái này xong để luôn ở 70 độ thì là đến đến đây đủ nhiệt độ rồi nó sẽ dừng ở cái 70 độ luôn. Không tăng được tiếp nữa. Giờ để tiếp nó sẽ lên tiếp. Đây em sẽ tạm dừng máy một chút nhé, để tí nữa nước nó sôi em sẽ chỉ cho các bác xem. Ok, đã đạt đến 100 độ này. Đấy. Vừa chạy đi mất thì nó lại hết sôi rồi. Nhưng mà đây nước nó đã nóng rồi các bác nhá. Này em để em đun lại cho các bác xem. Đấy. Đun lại phát nó sẽ sủi đây này. Đấy, các bác thấy nó đang sủi rồi không? Đấy nha. Đấy thì khi mà nó đến nhiệt độ sôi mà một lúc thì nó sẽ tự nó ngắt này, các bác thấy này, này nó sẽ không, nó sẽ chuyển sang chế độ ủ nhé. Tự sẽ chuyển sang chế độ ủ. À, thì đây là bình Yoshi nhá, nó vẫn đang chạy bình thường nhé. Đấy. Ok. Đấy, nó đã chuyển sang ủ rồi này, các bác thấy không ạ? Đấy nhá. Đấy thì đây là con bình Yoshi thì con này em bán là đi 550 thôi, hoặc là mua Ano cho em. Xin chào các bác và xin gặp lại các bác ở những video tiếp theo của bên em nhé.